Tối ngày 25 tháng 10, giờ địa phương, tức sáng ngày 26 tháng 10 theo giờ Việt Nam, một người đàn ông đã nổ súng tại một sân chơi bowling và một quán bar ở thành phố Liaoning, bang Maine, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và gây hỗn loạn thành phố lớn thứ hai của bang. Hiện cảnh sát Mỹ đã xác định được nghi phạm trong vụ xả súng là Robert Card, 40 tuổi. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Andrew Cuomo đã đăng ảnh nghi phạm mặc áo khoác trùm đầu màu nâu, quần bò, cầm khẩu súng trường trong tư thế ngắm bắn. Hiện nghi phạm vẫn đang lẫn trốn. Sở cảnh sát thành phố Liaoning cảnh báo đây là đối tượng nguy hiểm và có vũ trang. Cảnh sát khuyến cáo cư dân tránh xa khu vực xả súng. Nếu ở trong khu vực bị ảnh hưởng, cần tuân thủ mọi hướng dẫn do quan chức địa phương ban hành, bao gồm cả lệnh trú ẩn tại chỗ. Người phát ngôn của Bộ An toàn Công cộng Maine kêu gọi người dân ở trong nhà và khóa cửa. Thống đốc bang Janet Mills đã được thông báo ngắn gọn về tình hình và giữ liên lạc chặt chẽ với các quan chức an ninh. Rạng sáng ngày 26 tháng 10, theo giờ Việt Nam, với 220 phiếu thuận, Hạ viện Mỹ đã bầu Hạ nghị sĩ Mike Johnson thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện của bang Louisiana, làm chủ tịch Hạ viện sau 3 tuần chiếc ghế lãnh đạo bị bỏ trống, khiến hoạt động của cơ quan lập pháp này rơi vào tê liệt. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ứng cử viên Johnson được 220 phiếu ủng hộ, vượt qua ngưỡng cần thiết 217 phiếu để đắc cử chủ tịch Hạ viện, trở thành chủ tịch Hạ viện thứ 56 của Mỹ. Việc ông Johnson được bầu làm chủ tịch Hạ viện đã chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 22 ngày qua và mở ra triển vọng để Quốc hội Mỹ giải quyết các vấn đề cấp thiết như xem xét gói chi tiêu an ninh quốc gia trị giá 106 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Joe Biden công bố ngày 20 tháng 10 nhằm tăng cường an ninh biên giới của Mỹ, cũng như gửi hàng tỷ USD viện trợ đến Israel và Ukraine, đặc biệt là đạt thỏa thuận về gói chi tiêu giúp tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ trong bối cảnh thời hạn chót ngày 17 tháng 11 đang đến gần. Ngày 26 tháng 10, một lãnh đạo công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đang làm việc, lấy lời khai tài xế Lê Xuân Dũng, sinh năm 1970, ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, để làm rõ vụ tai nạn chết người ở quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Phụ Đức, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, vào sáng ngày 24 tháng 10, qua kiểm tra, xác minh lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông H, sinh năm 1974, ở khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn. Lần theo các manh mối, chứng cứ cùng với camera an ninh, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được ông H. Bị ô tô khách biển số 51B22066 do tài xế Lê Xuân Dũng điều khiển chạy hướng Nam Bắc tông nhầm khi nạn nhân đang ngồi bên đường. Sau nhiều giờ truy xét, cảnh sát đã tạm giữ phương tiện 51B22066 cùng tài xế Dũng tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Làm việc với công an thị xã Hoài Nhơn, Dũng khai rằng đã tông phải một vật khi qua đoạn đường trên. Sau khi di chuyển một đoạn thì tài xế này quay lại không thấy ai vì tưởng tông nhầm vật nuôi của người dân nên tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường. Ông H có hoàn cảnh rất khó khăn và đang có vợ và con. Vốn trước đây ông làm nghề thợ hồ nhưng bị tai nạn té giàn giáo nên đầu óc sau đó bất ổn. Thời gian qua, ông thường đi lượm ve chai để kiếm sống, lãnh đạo công an thị xã Hoài Nhơn thông tin thêm. Ngày 26 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Hữu Tê, sinh năm 2009, trú tại xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 12 giờ 10 ngày 25 tháng 10, Lê Hiếu Thờ, sinh năm 2004, trú tại khóm Đông An 1, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, điều khiển xe máy chở Trần Nhật Trờ, sinh năm 2006, trú tại khóm 6, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, đến quán cà phê Bi Gia D2, thuộc tổ 12, khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên để giải quyết mâu thuẫn với Hồ Hữu Tê. Tại đây, Thờ hỏi Tê, vì sao hăm dọa đánh em của tao, dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi. Thờ cầm nón bảo hiểm đánh nhóm Tê trong lúc xô xát. Tê lấy con dao nhọn cất giấu trong người ra đâm hai nhát vào người Thờ khiến Thờ ngã xuống nền gạch. Không dừng lại, nhóm của Tê tiếp tục xông vào dùng tay, nón bảo hiểm đánh Thờ thì được mọi người can ngăn. Sau đó, Thờ được chở đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, còn nhóm của Tê lên xe bỏ đi. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thờ tử vong. Sau khi hay tin Thờ tử vong, Tê đã đến công an phường Đông Xuyên đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty Nguyễn Tâm, về tội tham ô tài sản, rửa tiền, truy tố bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân, về tội rửa tiền. 6 bị can khác cũng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, ông Quân là người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là nguồn vốn vay ngân hàng và quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Ông Quân chỉ đạo Lợi thành lập 4 công ty tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Các công ty này mua bán lòng vòng để nâng giá và tham gia 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Ông Quân cũng gây sức ép với nhân viên, thành viên tổ chấm thầu ký hợp đồng hồ sơ thầu để 4 công ty do Lợi quản lý trúng thầu với số tiền 345 tỷ đồng. Sau khi trừ giá mua và chi phí, ông Quân chiếm đoạt gần 104 tỷ đồng khi Bệnh viện Thành phố Thủ Đức thanh toán tiền cho công ty trúng thầu. Ông Quân chỉ đạo ông Lợi rút tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên ông Lợi nhưng do ông Quân sử dụng và chuyển vào tài khoản của vợ ông Quân là bà Diễm, chuyển vào tài khoản các công ty bà Diễm đứng tên để mua tài sản. Liên quan vụ nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa làm xiết chồng đầu. Ngày 25 tháng 10, Công an Thành phố Thủ Đức có thông tin về vụ việc. Qua làm việc, Công an nhận định vụ hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lái xe máy điện chồng đầu là nội dung quảng cáo cho một mẫu xe điện mới, do nhiều tổ chức và cá nhân cùng thực hiện. Có đơn vị làm quảng cáo xin phép và được đại diện công ty Thuận Việt đồng ý. Ngoài ra khi quay phim, ghi hình có đầy đủ các đội ngũ sáng tạo, sản xuất, kỹ thuật, hậu cần, diễn viên, trang thiết bị, phương tiện, người bảo hộ, diễn viên đóng thế và đội ngũ y tế. Sau đó, đoạn clip được chỉnh sửa, xóa bỏ trang thiết bị, phương tiện và người bảo hộ, chỉ còn hình ảnh hai nghệ sĩ vừa điều khiển xe vừa thực hiện động tác xiết rồi đăng lên mạng xã hội. Trong clip có ghi rõ thông tin khuyến cáo được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào, Công an Thành phố Thủ Đức nhận định đây là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu tội phạm. Bởi vì khu vực quay phim, ghi hình là tuyến đường chưa được kết nối giao thông vào mạng lưới giao thông đường bộ nên không thuộc sự điều chỉnh của luật giao thông đường bộ.